Xin chào các bác, hôm nay em sẽ giới thiệu đó là chả cước Thái nhưng mà Việt Nam thửa. Chả này chả tép luôn đấy, bắt được tép luôn đấy, tôm tép, mắt của nó khoảng tầm phân rưỡi, cước rất là dày, cước này cước số 3 3 rưỡi. Đấy, nhìn cái, những cái sợi mấu này các bác cũng đủ biết được là nó dày như thế nào rồi. Thắt hai nút luôn đấy, hai nút. Đấy, em quay sát cho các bác xem này, hai nút luôn. Đấy, túi rất là sâu. Chải này có hai sải, hai sải rưỡi. Đấy, chỉ em vừa cặp xong rồi. Túi thoải mái. Châu căng hết cỡ luôn, hết cỡ thì ra mãi tít mãi hồi này. Các bác nào muốn làm châu đi muốn thì cứ liên hệ với em qua Zalo nha các bác nhé, 0938 336 470 A Đấu.